Chào mừng các bạn đã đến với giải đua robot hút bụi được tổ chức lần đầu tiên tại đường đua Cafe. Thí sinh đầu tiên chính là Mimi, được mệnh danh là siêu khuyển quận 1. Mimi đã phát hiện ra chiếc siêu xe robot và đang tiến hành thăm dò đo đạc tốc độ. Chiếc xe đua phiên bản robot HUTPUI được thiết kế hiện đại với hai chổi quét thân thiện với môi trường và vận tốc 5 km/h sẽ hứa hẹn nhưng cứ bốc đầu quay xe đầy hứa hẹn. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mimi đã ngồi lên siêu xe, chúng ta thử xem cậu ấy có thể trụ được bao lâu trên chiến hạm này nhé. Đôi chân ngắn của Mimi đã giúp cậu ấy hạ cánh an toàn sau cú va chạm vừa rồi. Và tiếp theo là phần trình diễn của tay đua với đôi mắt âm dương Pepsi.